Agri Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, các bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu về các giống cây ăn quả mới tại Việt Nam qua video sau đây nhé. Giống cây đầu tiên bác sĩ nông nghiệp muốn chia sẻ là giống bơ 034. Đặc điểm nổi trội nhất phải kể đến giống bơ 034 là trái dài rất đặc trưng, trung bình từ 25 đến 35 cm, thuôn dài như trái cà tím. Trọng lượng trái từ 0,3 đến 0,6 kg trên quả. Cơm, thịt quả, màu vàng tươi, bắt mắt, độ béo cao, dẻo và không xơ, phần hạt bên trong rất nhỏ, có nhiều trái không có hạt. Thời vụ thu hoạch kéo dài gần như quanh năm, ít nhất 2 vụ, từ tháng 12 đến tháng 9 năm sau. Cây sinh trưởng khỏe, phát cành nhanh, có khả năng thu bói sau 18 tháng nếu gặp điều kiện thuận lợi. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về giống táo ruột đỏ nhé. Giống táo đỏ là giống cây ăn quả mới có cây giống khỏe mạnh, ít sâu bệnh, sinh trưởng tốt. Giống táo đỏ rất nhanh cho thu hoạch quả, từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch chỉ mất 18 đến 20 tháng. Với đặc tính siêu luồn, chỉ cao 1 đến 2 mét nên rất thuận tiện trong việc chăm sóc, thu hoạch, đồng thời làm cây ăn quả tại nhà hay uống dán bonsai chơi cảnh. Hiện nay, táo đỏ cũng đã được trồng kinh tế thử nghiệm tại Đà Lạt, Sapa. Điểm đặc biệt của giống táo đỏ này chính là chúng sở hữu phần ruột đỏ tươi như chính phần vỏ bên ngoài. Đây là giống táo ruột đỏ đầu tiên trên thế giới. Khi bạn có cơ hội thưởng thức giống táo đỏ này lần đầu, bạn sẽ bị lôi cuốn bởi hương thơm ngọt ngào của chúng. Từ khi du nhập vào nước ta năm 2014 đến nay, giống táo đỏ này đã trở thành loại quả được hầu hết mọi người ưa thích và tìm mua hoặc trồng trong vườn nhà. Tiếp đó, giống mới thứ ba là giống mít ruột đỏ. Mít ruột đỏ có nguồn gốc từ Thái Lan và mới được du nhập vào nước ta một vài năm gần đây. Từ khi trồng giống mít này cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu nước ta khá tốt. Cây ra trái to đều và chất lượng ổn định qua các năm. Hương vị của mít ruột đỏ cũng lạ và ngon hơn giống mít thường. Từng múi dày ăn dai và có vị ngọt thanh. Đặc biệt chúng thơm mùi dầu chuối và càng để lâu mít càng đỏ ăn càng ngọt và mềm. Không chỉ thơm ngon mà giống mít này cho quả khá to và nặng. Trọng lượng trung bình mỗi quả khoảng 10 kg, có quả nặng tới 15 kg. Giống mít ruột đỏ là giống cây trồng mới 2017 được du nhập ra miền Bắc. Mít ruột đỏ này được nhiều nhà vườn ưa chuộng do đặc tính sinh trưởng nhanh và cho thu hoạch khá sớm. Chỉ cần trồng cây con giống trong vòng 18 tháng là đã có thể cho thu hoạch. Cây mít ruột đỏ cũng cho quả quanh năm và năng suất khá cao nên ở nhiều nơi loại cây này đã trở thành giống cây trồng mới. Ở miền Nam như Bến Tre, trồng khá nhiều và là cây ăn quả xóa đói giảm nghèo cho người dân. Kế tiếp, ta cùng tìm hiểu về giống lựu đỏ Ai Cập nhé. Một giống lựu hiện nay được nhắc tới nhiều trên các diễn đàn trồng cây ăn quả đó chính là cây lựu đỏ Ai Cập. Giống cây lựu đỏ Ai Cập có tên khoa học là Punica granatum. Du nhập vào Việt Nam những năm gần đây, giống cây này đang được trồng ở rất nhiều tỉnh thành khác nhau. Là loài cây dễ trồng, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh, cây lựu đỏ sinh trưởng và phát triển tốt ở trong điều kiện khí hậu cũng như thổ nhưỡng nước ta. Là cây lâu năm, dạng cây bụi, có thể chịu hạn hán và sương giá vừa phải. Thân cây màu nâu xám, nhánh non bóng nhẵn. Thu hoạch trái sau 9 đến 12 tháng. Lá đơn mọc đối xứng nhau hoặc thành lùm, phiến lá hình trứng, lá non có màu xanh nõn hoặc màu đồng. Kế đó, giống cây ăn quả mới thứ 5 là giống vải không hạt. Vải là một loại quả được nhiều người ưa thích mỗi khi đến vụ. Hương vị ngọt ngào và thơm đặc trưng của chúng dễ khiến mọi người nghiện loại quả này. Thường những giống vải trước đây có hạt khá to, vải thiều thì hạt nhỏ hơn. Tuy nhiên giống vải thiều không hạt này lại trở thành cơn sốt trên thị trường hiện nay. Với hình dáng bề ngoài không khác gì những giống vải khác, nhưng giống vải này hoàn toàn không nhìn thấy hạt. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về giống vú sữa hoàng kim nhé. Vú sữa hoàng kim có xuất xứ từ Đài Loan nên còn được gọi là vú sữa vàng Đài Loan, Abim, ra trái sau 2 năm trồng. Trái vú sữa hoàng kim vỏ căng bóng, khi sống có màu xanh nhưng khi chín thì chuyển sang vàng tươi, ăn có vị ngọt thanh, thoang thoảng mùi sữa. Đặc biệt, giống vú sữa này còn dễ trồng và cho trái quanh năm ở khí hậu Việt Nam. Trái không tròn đều như các giống vú sữa thường thấy mà có một núm nhỏ hình chóp nhọn phía dưới. Vỏ mỏng, cùi trong, mềm, hạt vú sữa chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay. Cây trưởng thành có thể cao từ 2 đến 3 mét, cây chịu được phèn và mặn, ít sâu bệnh hại. Trái to, nặng ký, vị thanh và ngọt. Vỏ mỏng màu vàng tươi rất đẹp mắt, thường được sử dụng làm quà tặng trong dịp năm mới, lễ Tết. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.